sanh được hạnh phúc dài lâu, tiểu bình giúp khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ba mươi phun nhân xà hoa ca gia hoa an hô tùa na ca tê ca lê, do sự vô bao mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bích Tha giá. Đây là chương trình Phật pháp Bích Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con nhật hình thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, cảm ơn ông Lan Hương Vác cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 3, cách học Thắng Pháp Abhidhamma sẽ được Ngài Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tạo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha giá. Con kính dâng mít đến. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm diệu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 3, cách học Thắng Pháp Abhidhamma sẽ được Ngài Tệ Siêu giảng giải. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đạo từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá, con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bích Tha giá. Kính trình lễ chư Phật tử siêu, đến đây chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những nhà Mí Sơ Dạy rất là nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo nguyên thủy, đó là Ngài
anh Như Bích Trắc. Ngài cũng là vị đến từ miền Nam Ấn Độ, giống như Ngài Thamapala. Và một trong những tác phẩm của Ngài mà được biết nhiều đó là bộ Thắng Pháp Tập Ứng Luận hay là Abhidhamma Sangha. Khi mà Hòa Thượng Minh Châu dịch quyển này thì Hòa Thượng nói rằng Ngài Buddhapala đã chẩn đúng cái căn bệnh truyền thống. Là bởi vì trước kia học Abhidhamma tương đối là cách học cổ điển khác với cách học mà Ngài Anuruddha đưa ra ở trên phương diện cái bố cục của một giáo trình. Ngài đã viết lại bằng những bài kệ và đồng thời Ngài viết rất là cô đọng, dựa trên sự cô đọng đó với chú thích. Nó tương tự như là Ngài Huyền Trang khi mà Ngài viết về di thức Tam Thập Tụng, tức là di thức Ngài viết ở trong những cái bài kệ ngắn. Về điều này cho thấy rằng về cái cách học Thắng Pháp Abhidhamma có rất là nhiều cái cách thức khác nhau. Ví dụ như quý vị sẽ thấy rằng ngay cả Ngài Tịnh Sự, Ngài là vị học từ bên Thái Lan với một vị thầy chuyên về Abhidhamma của miền là Ngài Chô Đích Cát. Thế mà Ngài về Ngài vẫn đưa ra nhiều cái cách học, kể cả bản Điều Chi Pháp. Thì thưa quý vị, bộ môn này không có đơn giản. Chúng tôi lấy ví dụ là khi chúng ta đi học vào trong trường đại học, cũng về môn xã hội học, môn tâm lý học, nhưng mà nhiều thầy biết nhiều quyển sách khác nhau, và tùy vào các vị giáo sư lựa chọn quyển sách nào đó trở thành sách giáo khoa. Tại sao có nhiều sách giáo khoa? Bởi vì người ta cảm thấy rằng mỗi một giáo trình nó đều có cái tính bất cập của nó. Đây là vấn đề. Không có một giáo trình nào hoàn hảo hết. Và chúng tôi phải nói rằng ngay cả người dạy đó thì cũng phải vận dụng rất nhiều. Đối với cái môn Abhidhamma rất khác với những môn khác là cái cách học vô cùng quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải để riêng một bài học để bàn về cái cách học Abhidhamma. Thì thưa quý vị, những điều mà được gợi ý trong ngày hôm nay đó không có đơn thuần là cái cách đặt để mà mỗi chúng ta phải theo, mà nói là những gợi ý. Và dĩ nhiên là ngay trong cái lớp dạy Thắng Pháp Abhidhamma này đó, thì Thượng Tọa Tuệ Siêu có là một vị giáo thọ, chúng tôi cũng là một người hướng dẫn, thì có thể cái cách dạy của Thượng Tọa và cách dạy tôi nó sẽ khác. Nhưng mà từ ban đầu có nói rằng mỗi một giáo trình mới được bắt đầu đó, thì cả các vị giảng sư và quý Phật tử đều phải tương đối hơi vất vả, hơi mệt để ý một số cái mới. Nhưng một khi mà chúng ta đã quen đâu vào đó rồi, ví dụ giáo trình tu một kinh, thì chúng ta sẽ cảm thấy quen hơn và mình học sẽ cảm thấy lợi lạc nhiều hơn. Ví dụ mình đọc cho bài học ngày hôm nay, sau đó thì chúng ta sẽ cung trình Đoàn Tuệ Siêu, vị giảng sư của hôm nay nói rộng rãi về cái phương cách học Abhidhamma. Xin quý vị quan hệ đọc cho bài học. Sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dân nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Phong Lan Hoa Nguyệt và Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin được đọc phần chánh văn. Hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma bài 3 cách học Thắng Pháp Abhidhamma biên soạn tỳ kheo Giác Đẳng, dẫn nhập tỳ kheo Tuệ Siêu. Dẫn nhập tỳ kheo Giác Đẳng và giảng giải là tỳ kheo Tuệ Siêu. Dạ con xin. Cách học Thắng Pháp Abhidhamma. Thắng Pháp Abhidhamma là một ngành trong Phật học và phương pháp học quan trọng như những gì được học. Không nắm vững cách học chẳng những khiến môn này trở nên khó hiểu, khó nhớ mà còn khiến người học dễ bỏ cuộc.
Đa số người học thắng pháp Abhidhamma tại các quốc gia Phật giáo như Miến Điện, Tích Lan, vân vân, không đặt ra vấn đề có hiểu rõ bài học hay không trong thời gian đầu, mà chỉ tập trung để hiểu từ vựng và nằm lòng chi pháp trong thời gian đầu. Cái hiểu tổng quan sẽ hiện ra dần dà khi đào sâu vào môn học. Những người tự học hay ưa thích nghiên cứu thường gặp trở ngại là lấy cách học của kinh tạng để áp dụng vào cách học của thắng pháp tạng. Thí dụ, giáo lý duyên khởi trong kinh tạng có thể hiểu qua vài bài kinh, nhưng trong thắng pháp tạng thì phải học toàn bộ chương trình sơ đẳng mới có thể hiểu khi đi vào duyên sinh, duyên hệ. Ra sao, để chi, làm gì, do đâu? Một đặc điểm của thắng pháp Abhidhamma là sự rõ ràng, rạch ròi trong sự trình bày, cách pháp. Nếu trong cách học và hiểu mang tánh nhập nhằng, đó là điều nên tránh khi đi vào môn học này. Điều này được thể hiện rõ ràng khi đề cập đến từng pháp, thì nêu rõ tướng trạng, chức năng, vai trò, yếu tố tác thành. Nếu không lưu tâm những điểm này, rất dễ lầm lẫn cái này với cái kia. Ví dụ, thắng pháp Abhidhamma dạy nhiều khái niệm mới lạ và tế nhị. Hãy dùng nhiều thí dụ để có thể hiểu rõ những điểm khó hiểu đó. Thí dụ, khi người học được nghe về diễn trình của tâm thức thì thường được nghe thí dụ người nằm ngủ dưới gốc xoài. Dùng hình ảnh quen thuộc để minh họa cho những khái niệm khó hiểu là điều rất thường thấy trong Phật học, đặc biệt là môn thắng pháp. Người hướng dẫn càng nhiều thí dụ thì người học càng mau chóng lãnh hội. Những con số và con số. Một điều khiến người học thắng pháp Abhidhamma phải vận dụng nhiều trí não là nhớ những con số. Trong kinh tạng có pháp số. Nếu đôi khi nhớ sai sót thì khi không có vấn đề lớn, nhưng trong thắng pháp tạng thì nhớ sai hoặc dư thiếu sẽ có vấn đề lớn. Điều giống như khi trưng một bình hoa mà thiếu hoa này lá kia thì có thể gia giảm, nhưng ráp một bộ máy mà thiếu bộ phận nhỏ có thể khiến bộ máy không làm hoạt động. Những thẻ nhớ. Một trong những cách học tốt nhất của môn thắng pháp là sử dụng các thẻ nhớ. Để tóm lược những ý chính của từng bài học hay từng pháp, những ghi chú ngắn gọn sẽ giúp người học dễ nhớ và những điểm quan trọng. Ngài Tịnh Sự cũng thường dùng những thẻ nhớ này, Ngài gọi là kinh thẻ, để trình bày những pháp cho cả tam tạng. Đại nghi, đại ngộ. Trong ngành giáo dục, người ta thường nói đến sự học hỏi. Học mà không hỏi thường là học thụ động, không thu nhập nhiều. Chịu hỏi, biết chỗ, nên hỏi và khéo hỏi là chìa khóa để đào sâu vào thắng pháp tạng. Không có gì ngạc nhiên nhiều, tư liệu thắng pháp được trình bày trong hình thức vấn đáp, quy nạp và chiết trung. Thắng pháp Abhidhamma trình bày hiện tượng giới trong hình thức phân tích, Vipanga. Do đặc điểm này, từ cái nhìn tổng quát chia sẻ thành những phần nhỏ rồi từng chi pháp, cũng từ những đơn vị cực vi tổng hợp trở thành những tiêu lớn. Cách này rất có lợi để người học nắm được rõ những ý nghĩa trầm lắng. Thí dụ, pháp hữu vi có hai là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp có tâm và thuộc tánh, tâm có hiệp thế và siêu thế. Như vậy, dù là tâm siêu thế nhưng vẫn là pháp hữu vi. Ý nghĩa đó rất quan trọng trong Phật học. Ngữ và nghĩa. Tiêu đề là những thể tài hai phạm trù nhận dạng của các pháp. Ngài Tịnh Sự cũng dịch là mẫu đề, nghĩa là thể loại hàm chức nhiều chi pháp. Trong thắng pháp tạng, Matika là những phạm trù để phân chia chư pháp. Thí dụ, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký hay pháp nhân, pháp quả, pháp phi nhân, phi quả. Matika được xem là bộ sườn của thắng pháp tạng. Trong thời kỳ giáo pháp được tuyên lưu qua hình thức truyền khẩu, thì những Matika
đặc biệt quan trọng. Chính vì điểm này, nhiều học giả Tây Phương và những vị không đào sâu vào môn Thắng Pháp thường tuyên bố Thắng Pháp Tạng là một khai triển hậu thời bắt nguồn từ những Matika cổ xưa. Nên cẩn thận, người học Pháp nên rất cẩn thận với từ vựng. Dù là trong Phạn ngữ, Hán ngữ hay Việt ngữ, thì danh từ trùng lập rất nhiều, sắc, ru bá, nghĩa là những gì mắt thấy mà cũng có nghĩa là vật chất, tâm, ý, thức đôi khi hiểu chỉ là một mà cũng có nghĩa khác biệt tùy ngữ. Ngay chính trong Thắng Pháp, việc sử dụng từ vựng cũng dễ bị hiểu lầm nếu không cẩn thận. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Một người lái xe không nhất thiết đòi hỏi phải hiểu rõ máy móc và cách sửa chữa như một thợ máy. Tuy nhiên, nếu lái xe mà biết rõ về cách vận hành máy móc thì có rất nhiều lợi điểm. Điều này tương tự như khi tu tập không nhất thiết phải có kiến thức của Thắng Pháp Tạng. Nhưng có vốn liếng kiến thức về môn này thì rất dễ dàng để hiểu rõ Phật Pháp dạy gì về vô thường, khổ, vô ngã. Những điểm cần nhớ. Học Thắng Pháp Abhidhamma cần dùng trí nhớ để theo dõi bài học, vì tất cả đề tài đều tương quan mật thiết. Nhớ càng nhiều, hiểu càng mau. Thắng Pháp Abhidhamma trình bày các pháp với sự phân định rõ ràng. Hiểu mơ hồ thường là vấn đề lớn. Sự tương quan giữa các pháp là trọng điểm mà người học cần chú ý. Danh, sắc và lục nhập rất dễ định nghĩa, nhưng hiểu tại sao danh sắc duyên lục nhập mới là điểm quan trọng. Minh họa. Để người học để nắm bắt ý nghĩa đại quan và chi tiết được trình bày trong Thắng Pháp, Ngài Tịnh Sự chế tác ra biểu đồ chư pháp mà Ngài gọi là bản niêu chi pháp. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bổn Thầy nha. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chúng thịnh văn thiên của Đức Thế Tôn. Kính chào Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý đại, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học môn Thắng Pháp Abhidhamma. Qua bài đọc vừa rồi, đã cho chúng ta những cái gợi ý nhưng đối với những cách học Thắng Pháp nó có rất nhiều cách học. Trước hết chúng tôi muốn nói đến hai cái cách học. Cách học hàm thụ, tức là tự học, tự nghiên cứu. Và thứ hai nữa là cách học trường lớp, học có giáo trình, học với vị thầy.
Trong hai cách học này nó chỉ giống nhau ở điểm là cần mình định rõ về các cái từ vựng, những cái thuật ngữ mà xài ở trong thắng pháp ở phía tâm á, những cái thuật ngữ đó có nghĩa chuyên môn. Thí dụ như chúng ta nói về tính tâm sở, thí dụ tính tâm sở chúng ta không thể hiểu một cái nghĩa suông là đức tin, sự tin tưởng, sự kính ngưỡng, lòng tỉnh tính đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng. Chúng ta không thể học viên pháp là chúng ta định nghĩa cái tính tâm sở mà định nghĩa như vậy là chúng ta chưa học được gì cả. Mặc dù đức tin tôn giáo thì nó xuất phát từ tính tâm sở, nhưng mà tính tâm sở ở trong cái tạng vi diệu pháp, trong thắng pháp đó, cái thuộc tính này có tướng trạng lakkhana, là trong sạch, cái phần sự của nó tức là thanh lọc, thanh lọc cái sự ô nhiễm. Ví như là ngài Nagasena ngài giải thích, ví như cái tính tâm sở nó cũng giống như là cái đồ lọc nước vậy đó, để lọc bụi cặn của nước để cho ra nước sạch. Chỉ đơn thuần vậy thôi, bởi vì trong mỗi một cái sát na tâm tịnh hảo, tính tâm sở đóng vai trò là nó gạn lọc những cái tạp chất phiền não. Sở dĩ mà cái tâm tịnh hảo mà được thuần khiết, không có một chút bận dơ phiền não trong đó, là do nhờ tính tâm sở đúng cái vai trò này. Chúng ta chỉ hiểu một cách đơn thuần như vậy thôi, chúng ta hiểu một cách đơn thuần như vậy thôi. Cũng như cần tâm sở quyết giá chia tay sức cá, chúng ta không nên định nghĩa cần tức là cái sự tinh tấn, sự nỗ lực ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh đừng cho sanh, hay là đoạn trừ những thiện pháp, những bất thiện pháp đã sanh cho mất đi, chúng ta không thể định nghĩa gì. Mà cần tâm sở ở đây tức là cái thuộc tách nó có cái đặc tính là năng động, khi nó phối hợp với một tâm thì nó làm cho các pháp động sanh, nó thôi thúc các pháp động sanh hiếu động đối với cảnh, năng động đối với cảnh, chỉ vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Chúng ta đừng có nói dài dòng nữa, chừng nào chúng ta giải thích về cái pháp tu tập đó thì chúng ta nói cần tâm sở trong một trạng thái tâm thiện
nó sẽ được biểu hiện ra cái thiện pháp gì thì chúng ta mới nói đó là cái sự tinh tấn hay là chính cần, tướng chính cần. Hay là tính tâm sở thì nó sẽ biểu hiện tình tính quyền, tính lực, vân vân. Lúc đó là mới nói chuyện xong. Còn khi mà chúng ta học cái pháp thực tính là chúng ta phải hiểu theo kiểu thực tính Sattva. Do đó cho nên ở dù cho chúng ta học hàm thụ hay là chúng ta học trường lớp, có cái điểm chung tức là các cái thuật ngữ chuyên môn là chúng ta phải học theo cái cách, cái nghĩa đơn thuần, cái nghĩa chuyên môn, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta lấy ý nghĩa của kinh tạng rồi với chúng ta giải thích như vậy. Thì trong trường hợp này có những cái mà chúng ta không giải thích được. Tính tâm sở ở trong tâm thiện dục giới là khác, mà tính tâm sở ở trong cái tâm thiền, tâm đáo đại nó khác, mà tính tâm sở ở trong tâm siêu thế là khác, mà tính tâm sở ở trong cái tâm quả hưởng nhân là khác. Thí dụ ta tục sinh bằng cái tâm đại quả, và khi đó tâm hộ kiếp, buổi tối chúng ta ngủ, chúng ta ngủ giấc ngủ mê man, thì dòng tâm thức diễn ra cái tâm hộ kiếp đó là cái tâm đại quả. Tâm đại quả tác tục của chúng ta nó tràn lại. Mà trong tâm đại quả này có tính tâm sở, nếu mà chúng ta định nghĩa ngay trong giấc ngủ làm sao chúng ta có cái đức tin đối với tam bảo, vân vân. Cho nên ở chỗ này chúng ta cái điểm giống nhau chỗ. Một cái điểm giống nhau thứ hai nữa là khi mà chúng ta học hàm thụ hay là chúng ta học trường lớp, khi chúng ta học chúng ta phải nắm bắt từ ở cái chỗ quy nạp, chỗ tổng quát, rồi chúng ta mới đi đến cái chỗ chi tiết. Hoặc là cái đó, chúng ta học chi tiết rồi chúng ta gom lại, thì như vậy chúng ta mới có thể biết. Thí dụ như danh và sắc, danh pháp và sắc pháp, thì đó là tổng quát. Danh pháp có hai, tức là danh pháp vô vi, danh pháp vô vi. Danh pháp vô vi chỉ là niết bàn, còn danh pháp vô vi chỉ có hai, tâm và tâm sở. Rồi tâm ở đây có hai, tâm hiệp thế, tâm siêu thế. Từ cái chỗ quy nạp đó mà chúng ta bắt đầu chia dần dần ra, tán diễn nó ra. Rồi xong rồi chúng ta lấy từ cái chỗ chi tiết, cái nhỏ đó mà chúng ta gom lại thành một cái tổng quát. Tâm tham, tâm sân, tâm si gom lại gọi là tâm bất thiện. Quả bất thiện vô nhân và quả bất thiện, quả thiện vô nhân. 15 tâm này gom lại thành tâm quả vô nhân. Phối hợp với 3 tâm tốt vô nhân nữa thì thành ra 18 tâm vô nhân. 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân đó gom lại thì thành là 30 tâm tịnh hảo. Ở 30 tâm vô tình hảo. Rồi bỏ đó, chúng ta học 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tốt, gom lại thành 24 tâm tình hảo dục giới. 24 tâm tình hảo dục giới này
gồm chung với 30 tâm vô tịnh hậu thì là 54 tâm dục giới. Chúng ta cứ gom từ từ như vậy. Rồi tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới gom lại gọi là 81 tâm hiện thế. 20 tâm đạo, 20 tâm quả là 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế cộng với 81 tâm hiện thế thì thành ra 121 tâm, vân vân. Chúng ta đi từ cái tổng quát đến cái chi tiết, và từ cái chi tiết chúng ta tập hợp nó lại thành cái tổng quát. Chúng ta biết cách phân chia như thế đó thì thưa quý vị mới gọi là chúng ta học thắng pháp ở phía tâm má một cách nhuần nhuyễn được. Cho nên chúng ta phải biết cách. Còn về vấn đề khác nhau đó, thì ở giữa cái học hàm thụ và cái học trường lớp đó, nó khác nhau chỗ học trường lớp. Thí dụ như có thầy để giảng thì cái này nó đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa hai bên, tức là người dạy và cái người học. Trước hết là cái người dạy, vị đó phải thông suốt, chẳng những là ngữ nghĩa mà vị đó phải biết cách lập luận, phải đưa lên những thí dụ giảng cách này mà người ta không hiểu cho thí dụ, mà nếu cho thí dụ mà người ta chưa hiểu thì cho thí dụ khác. Nhờ thí dụ mà người nghe, người học họ mới có thể nắm được rõ ràng. Cho nên đòi hỏi cái vị thầy là phải biết cách để dạy. Rồi khi dạy như vậy không phải là nói tràn văn đại hải, nói hoài không cần biết là học viên có hiểu được hay không. Thỉnh thoảng phải dừng lại để kiểm tra bài. Kiểm tra ai đây? Kiểm tra miệng, tức là mình dạy cái vấn đề đó xong, giải vấn đề đó, hỏi cả lớp hiểu hay không. Nếu họ hiểu bảo họ nói lại, hoặc là mình cho một cái thí dụ. Khi cho thí dụ đó hiểu rồi mà muốn cho cả lớp tiến bộ thì ở trong lớp mình phải mời học viên mỗi một người hoặc là vài người đứng lên để nói lại cái thí dụ đó, hay là cho một cái thí dụ khác tương tự. Cái cách dạy thì phải là gì? Đại khái như thế. Còn cái người học, học phi dược pháp và học có người thầy hướng dẫn đó, thì phải lắng nghe, không nên có cái sự phóng tập hay là lơ đễnh, không chú ý, phải lắng nghe. Và nhớ là đừng ghi chép quá nhiều. Khi tôi dạy chúng tôi không thích, chúng tôi hay quở học ở trong lớp, đừng có ghi chép. Bởi vì cái sự suy tư, cái sự suy tư nó nhanh hơn là nói giảng. Mà cái sự nghe thì nó nhanh hơn là cái sự nói giảng nữa.
Cho nên ở đây, nếu như vị thầy đang giảng vấn đề đó mà dưới này mình cứ ghi chú, dồn cho mình tóc tí đi nữa cũng không đủ để mà thu thập hết tất cả những gì mà thầy dạy. Nghĩa là mình phải bỏ sót. Cho nên ở đây chúng ta cần phải lắng nghe và cần phải suy tư liền để chúng ta hiểu. Đến khi mà hiểu bài rồi đó, vừa xong cái giờ học đó, chúng ta chịu khó ngồi mới ghi lại. Chúng ta ngồi chúng ta ghi lại. Và khi mà có những chỗ nào không hiểu, chúng ta phải đứng lên chúng ta hỏi liền. Cho nên khi mà dạy học ở chúng ta nói cả lớp là theo cái phương pháp học hồi xưa đó, truyền thống gọi tóm tắt là xuất chi bu lý. Số ở đây từ số nãy, tức là lắng nghe. Chí tức là chinh tê tí, tức là suy nghĩ. Pú là pú chà tí, tức là hỏi. Lý là lý khá tí, tức là ghi, ghi chép lại. Ghi chép lại cái đó chỉ là cái cách thứ tư, cái giai đoạn thứ tư. Khi nào mình nghe xong rồi, suy nghĩ, hiểu rồi, rồi mình thắc mắc vào, mình hỏi, đã được giải thích tường tận và mình nắm được rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới bắt đầu ghi chép. Thì như vậy cái cách học cái diệu pháp á, nếu mà học với vị thầy là chúng ta phải áp dụng bốn cái phương pháp này. Chúng ta thường nói cũng giống như là phép toán á, thì nó có cộng trừ nhân chia vậy đó. Hay là hồi xưa đó, cái phép đo lường á, là cân đo đong đếm. Thì cũng vậy, cái cách học của chúng ta là xúc trí phu lý, tức là nghe, suy nghĩ, hỏi và viết lại. Nhưng mà không phải mới bước vào lớp thầy mới giảng có một phần, hay là bắt đầu giảng được một câu là chúng ta bắt đầu cấm đầu cấm cổ, chúng ta ghi chép thì chúng ta bỏ quên những cái câu sau, chúng ta bỏ sót những cái câu sau, những cái lời giảng sau chúng ta không nghe được. Cho nên trước nhất là ngồi lắng nghe. Rồi sau đó vừa lắng nghe vừa suy nghĩ. Suy nghĩ điều thầy dạy giảng. Suy nghĩ nó sẽ hiểu được ba phần. Còn một phần tư đó, thì mình có cái sự nghi vấn, thì lúc đó mình sẽ đứng lên để mình hỏi. Rồi khi mà tỏ thông hết, vừa hết cái giờ học đó, chúng ta ghi chép. Thì như vậy đó thưa quý vị, cái cách mà chúng ta học cái diệu pháp theo chúng tôi kinh nghiệm là đại khái nó vấn đề như vậy. Tất nhiên ở đây đó, chúng ta còn rất nhiều trường hợp. Thí dụ như bây giờ chúng ta đề cập đến vấn đề những con số ở trong vi diệu pháp. Ở trong tạng kinh đó, thì thuyết pháp Đức Phật hành thuyết có khi một chi, hai chi, ba chi, bốn chi, năm chi, sáu chi, hoặc bảy, tám, chín, mười, hoặc trên mười chi. Thì những con số đó tùy theo bài kinh, tùy theo bài kinh mà nói đến. Thí dụ tướng chánh cần, tướng dư ý túc, bốn, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, bát chánh đạo, hay là thập thiện nghiệp đạo, thập phúc hành tâm chẳng hạn, mười,
hoặc là 13 pháp đầu đà, hay là 12 duyên sinh, thì chúng ta có thể học từng đoạn. Nhưng mà cái dược pháp thì những con số là những con số như thế nào? Chúng tôi lấy ví dụ, như bây giờ chúng ta nói đến tâm tham, thì nó gồm có bao nhiêu tâm sở phối hợp? Để chúng ta nhớ những con số. Nó có 22 tâm sở phối hợp, hoặc là ít nữa là 19 tâm sở phối hợp. Làm sao chúng ta phải tự hỏi làm sao để nhớ những con số đó? Thì lúc bây giờ buộc lòng là chúng ta phải học kỹ về 52 tâm sở. Chúng ta khoanh dùng ra 52 tâm sở, nó gồm có 3 nhóm: 13 tâm sở tự tha, 13 là nó có mặt ở trong tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký. Còn 14 tâm sở bất thiện thì nó chỉ phối hợp với tâm bất thiện thôi, chứ tâm tịnh hảo không có. Do đó cho nên nói đến tâm tịnh hảo là chúng ta có thể, chúng ta yên chí là không có 14 tâm sở bất thiện, loại bỏ nó ra. Rồi tâm tịnh hảo thì có 25 sở bất tịnh hảo, tâm sở tịnh hảo, Sopana, Chetisika. Tâm bất thiện thì không có 25 tâm sở tịnh hảo đó phối hợp. Như vậy thì ở đây, giữa cái tâm đẹp và cái tâm không đẹp, tâm tịnh hảo và tâm vô tịnh hảo, tâm vô tịnh hảo thì không có 25 tâm sở tịnh hảo, và tâm tịnh hảo thì có 25 tâm sở tịnh hảo. Và vô tịnh hảo hay là tịnh hảo thì tất cả tâm đó đều có 13 tâm sở tự tha. Thế là chúng ta khoanh dùng nó lại là chúng ta nhẹ bớt cái phần nhớ rồi. Chúng ta nhẹ bớt phần nhớ. Thì bây giờ thí dụ như khi mà nói đến tâm tham, thì chúng ta biết tâm tham, trước hết tâm tham có thọ hỷ và thọ xả. Do đó cho nên trong tâm tham này, vị trí cetasika, tức là hỷ tâm sở, hành quấn có mặt ở trong tâm thọ hỷ. Còn nếu như mà tâm tham thọ xả thì không có hỷ đó, chúng ta bảo. Rồi trong tâm tham á, thì chỉ có, nếu nói tâm sở bất thiện thì nó chỉ có si và tham phần thôi, chứ không có sân phần, không có hoài nghi trong đó. Chúng ta vừa lấy theo ý nghĩa từng tâm sở mà nó không có tương ứng, ý nghĩa đó không có tương ứng được với tâm này, thì chúng ta loại bỏ nó ra được. Và một phần nữa là sau khi hiểu được ý nghĩa từng cái tâm sở đó, để chúng ta loại ra, khi chúng ta học một tâm có bao nhiêu tâm sở phối hợp, thì chúng ta tính toán lần lần thì chúng ta sẽ có ra. Cũng dễ thôi thưa quý vị, không có khó. Nhưng mà có điều là những con số đó là chúng ta phải nhớ. Nhưng mà khi mà học những con số này đó, chúng ta có cái mẹo. Thí dụ như có 3 loại tâm biến hành, tâm sở biến hành, 7 tâm sở biến hành, Sampajitta Satharana biến hành tâm á, thì 7 tâm sở xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, 7 tâm sở này có mặt ở trong 124 tâm. Còn nói biến hành của bất thiện thì có 4, tức là 4 si phần, si vô tà quý phúc vật. 12 tâm bất thiện, tâm nào cũng có si vô tà quý phúc vật hết.
yên tâm đi. Chúng ta nhớ vậy là nhớ, nhớ kỹ rồi đó. Rồi hễ 91 tâm tịnh hảo thì bao giờ cũng có 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Sovara, Satharna, tính niệm tạm quý của Tha Hô Sân, Trung Hòa. Hay là thích thân, thích tâm, tính thân, tính tâm, tuần thân, tuần tâm, nhu thân, nhu tâm, vân vân. Rồi bây giờ chúng ta chịu khó sau khi học xong biến hành đó, ba loại biến hành thì chúng ta học ba loại biệt cảnh. Biệt cảnh có nghĩa là cái tâm sở nó phối hợp với tâm, nó tùy tâm đó có thể có hoặc có thể không, nó có cái lý do của đó, rồi tùy theo trường hợp. Thế là những trường hợp mà tâm sở có thể có hay có thể không thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là biệt cảnh. Biệt cảnh của tâm là có sáu biệt cảnh, là tầm tứ thân giải cần hỷ dục. Còn biệt cảnh của bất thiện đó thì nó có bốn sân phần, ba tham phần, bốn sân phần, hai hôn phần và hoài nghi là 10. Còn biệt cảnh của tịnh hảo thì nó có 6, tức là ba giới phần, hai lượng phần và sở hữu trí tuệ. Khi chúng ta nắm được biệt cảnh và biến hành của tâm sở thì chúng ta sẽ học sự phối hợp của tâm với những con số, nó rất là dễ. Cũng thỉnh thoảng chúng ta hay quên, nhưng mà chúng ta cứ nhìn bảng đeo và chúng ta rà soát nó lại là chúng ta sẽ nắm được. Đó là cái cách chúng ta học về những con số. Còn bây giờ thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái trường hợp những cái thể nhớ, thật ra đó, ngày xưa khi mà chúng ta học Pali thì những cái bảng chia ngữ cách của danh từ năm tính, vị ngữ ác, vị ngữ ý, vị ngữ y, vị ngữ u, vị ngữ u, hay là danh từ nữ tính, vị ngữ a, ý, y, u, u, hoặc là danh từ trung tính, á, ý, u, mỗi một bảng chia như vậy là để chúng tôi chịu khó, chúng tôi ghi ra một thẻ, rồi cái mình so sánh là mình nhớ. Còn học với dược pháp á, thì chúng ta tùy người, có người họ không quen, không quen nhớ thì họ phải dùng đến những cái thẻ nhớ để gửi, chứ không phải tất cả mọi người học đều phải có cái thẻ nhớ. Cũng như học Pali, không phải tất cả mọi người học đều có cái bản chia. Nhiều khi người ta không cần cái bản chia, dịch riết rồi cũng quen thôi. Còn học phi dự pháp, nhưng mà có một cái mà chúng ta có thể nhớ nhiều. Thí dụ như ở trong cái tác phẩm Abhidhammasangaha của ngài Anuruddha Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó, thì ngài cho cách nhớ bằng cách là một những bài kệ, mặc dù ngài phân làm 9 chương, có chương, có phần, có đoạn, nhưng mà học tới đâu thì ngài cho bài kệ đó, bài kệ xong rồi cái ngài mới giải thích
cho cái phần chú thích từ ngữ. Cứ theo cách đó là nhớ về kệ. Ngài Tịnh Sự xưa kia, Ngài dạy ví dụ pháp, Ngài để cho dễ nhớ đó. Ngài cũng có kinh thẻ, nhưng mà kinh thẻ của Ngài đó, sau này chúng tôi sưu tầm, chúng tôi viết lại cái quyển cuộc đời và sự đạo nghiệp của Ngài Tịnh Sự, thì kinh thẻ Ngài thẻ nhớ mình tặng vị diệu pháp đó, thì Bồ Tát Pháp Tịnh Biết Luận hay là Sư Lý Học đó, không đủ thứ gì, rời rạc mất hết đi. Cho nên khi mà chúng ta xài thẻ nhớ một vài tấm thì được, chứ còn nhớ hết chúng ta không được. Nhưng Ngài có làm ra một quyển gọi là Diệu Pháp Lý Hợp. Cái quyển Diệu Pháp Lý Hợp mỏng thôi, nhưng trong đó gồm những cái bài thơ lục bát, một cái trường thi lục bát, mà Ngài nói đủ 79 chương của Thắng Pháp Tập Biến Luận ở phía Tâm Bát Thái Sa Ná. Mà sư trưởng thì lúc đó sư trưởng rất tâm đắc với cái trường thi này, sư trưởng thuộc lòng đó. Hồi xưa đệ tử cái lớp trước của Ngài đó, học trò lớp trước của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, là vị nào gần như là phải cũng thuộc lòng về cái bộ Diệu Pháp Lý Hợp. Tức là nói đến đâu thì có một bài thơ lục bát tóm tắt về ý nghĩa của chương đó. Mà xin thú thân quý vị là chúng tôi không có học cách đó, cho nên chúng tôi biết vậy thôi, chứ chúng tôi không có thuộc lòng. Cái đó cũng là cái cách để mà chúng ta dùng như là thể nhớ. Còn cái vấn đề mà gợi ý ở đây, ở trong bài đọc của chúng ta, khi mà nói đến đại nghi đại ngộ, thì thưa quý vị, như hồi nãy chúng tôi đã trình bày quý vị là có hai cách học: học hàm thụ, tức là tự học, và học ở trường lớp. Khi mà chúng ta tự học, khi mà chúng ta tự học đó, cái chỗ nào mà chúng ta nghi vấn, mà chúng ta không hiểu, là chúng ta chịu khó nặng óc để chúng ta suy tư, là chúng ta mới hiểu. Chớ không thể nào cái chỗ đó chúng ta thấy tại sao ở trong cái tâm si phóng dật lại có sở hữu thắng giải, Atimokkha phối hợp. Thắng giải là cái sự xác định cảnh, và phóng dật thì tâm si phóng dật là nó phân tán cảnh, thì làm sao có. Chúng ta tìm suy tư và dùng nhiều thí dụ chúng ta hiểu. Còn cái mà sở thắng giải không có mặt ở trong tâm si và nghi thì phải, bởi vì thắng giải là xác định cảnh, mà si và nghi tức là do dự đối với cảnh, phân vân đối với cảnh, không có xác định được. Thì những cái đó là chúng ta khỏi cần phải thắc mắc. Chúng ta chịu khó, chúng ta nặng óc, chúng ta suy tư là chúng ta sẽ hiểu được thôi. Còn cái chuyện mà chúng ta hỏi đó là khi nào chỗ nào ở trong trường lớp, hỏi thì mau. Tức là thắc mắc ở chỗ nào chúng ta cũng phải hỏi, nhưng mà hỏi những cái đáng hỏi kìa. Chứ còn nếu mà hỏi nhiều quá, ông thầy trả lời riêng làm cho ông thầy mệt, sau đó nhiều khi ông thầy không thèm giảng nữa, không giải thích rộng rãi cho quý vị. Cho nên chỗ nào đáng hỏi thì hỏi, đáng ghi thì ghi, còn
Còn nếu như mà chỗ nào mà chúng ta nghi ngờ hoặc là chúng ta không hiểu, chúng ta chịu khó suy tư, phải chịu khó suy tư để tìm cái đáp số, để tìm cái ý nghĩa, chứ không thể là mỗi chút mỗi hỏi. Cho nên cái hình thức mà vấn đáp đó, thưa quý vị, cái hình thức vấn đáp đó, gọi là Puchana Visachana, cái hình thức vấn đáp này nó cũng có khi nó cũng có lợi ích, nhưng mà cũng có những cái bất cập đó. Bởi vì khi mà vấn thì không hỏi hết vấn đề, và khi đáp thì người ta chỉ đáp những gì hỏi thôi, cho nên người ta không thể giải thích toàn diện được. Do đó cho nên vấn đáp là chỉ để cái hình thức học kiểu này đó, là chỉ để dành cho cái người học sơ cơ học nhập môn. Bởi vì khi mà hỏi thì mình chỉ hỏi, thí dụ hỏi tâm là gì, thì người ta chỉ trả lời tóm tắt tâm là sự biến cảnh, chứ không có ai mà giải thích dài dòng cho chúng ta nghe hết. Cho nên vấn đáp á, thì chỉ để cho cái người sơ cơ. Như cái quyển Vi Diệu Pháp Vấn Đáp của Hòa Thượng Giác Chánh, của sư trưởng chẳng hạn, thì cái hình thức mà Vi Diệu Pháp Vấn Đáp á, thì cái đó người sơ cơ mới học á, thì họ nắm cái đó để chi, để họ có thể hiểu cái khái niệm, chứ không có đào sâu được. Muốn đào sâu thì phải đi con ngõ khác, chứ không thể theo cái phương pháp vấn đáp. Nói tóm lại, tức là học nhiều pháp, có đôi khi chúng ta có cái sự nghi ngờ nhiều, nhưng mà cái gì mà chúng ta nghi ngờ, nếu như tự học thì chúng ta phải tự suy tư để chúng ta tìm ra cái lời giải đáp. Còn nếu học ở trường lớp á, thì chúng ta cũng nên chịu khó suy tư trước để tìm lời giải thích cho nó thỏa đáng. Đến chừng nào mà không tìm ra được đó, thì lúc đó chúng ta mới hỏi vị thầy, chứ không phải mỗi chút chúng ta mới hỏi. Còn cái vấn đề mà quy nạp và chiết trung thì ở đây, thưa quý vị, từ cái nhìn tổng quát chia sẻ thành những cái thành phần nhỏ, rồi từ những đơn vị nhỏ chúng ta gom lại thành những tiêu đề lớn, thì cái trường hợp này đó thì chúng ta cũng nên áp dụng trong cái việc học của chúng ta, phải biết cách. Như chúng tôi đã nói, thí dụ như chúng ta nói tâm, nó gồm có tâm hiệp thế, tâm siêu thế. Tâm hiệp thế thì nó gồm có tâm dục giới, tâm đáo đại. Tâm dục giới nó gồm có tâm vô tình hảo, tâm tình hảo. Tâm vô tình hảo thì nó gồm có tâm bất thiện, tâm vô nhân. Bắt đầu từ cái quy nạp, chúng ta mới bắt đầu chia sẻ ra dần. Nhưng mà đi một hồi là chúng ta lạc mất đường, nếu như chúng ta không biết gom pháp trở lại. Thì cứ học cái kiểu chúng ta cũng nắm, cũng biết được. Cho nên ở đây chúng ta phải làm sao để chúng ta có thể vận dụng được
Nó có bốn vấn đề mà ở đây người học diệu pháp theo chúng tôi kinh nghiệm trong cái việc trải nghiệm qua cái việc giảng dạy đó, thì chúng tôi muốn nhắc cái điều này một chút. Thứ nhất là chúng ta phải học, phải làm quen với thuật ngữ chuyên môn của A Tỳ Đàm, của Thắng Pháp Avitama. Không có nên xài lẫn lộn giữa ý nghĩa của Abhidhamma với kinh tạng và luật tạng. Chúng ta không xài lẫn lộn được. Như chữ Kamma xài ở trong ví dụ pháp đó, thì nghĩa khác, mà xài trong cái nghĩa của luật tạng thì cái nghĩa khác. Mà chữ Kamma mà xài trong nghĩa thần kinh thì đơn thuần là chỉ cho nghiệp báo. Vào trong luật tạng chỉ sanh khác, như chữ sanh khác tâm mát, tức là tăng sự. Thì cái chỗ này không thể nói là tăng nghiệp, chỉ tâm mát chỗ đó không phải là nghiệp, mà chỉ là cái việc làm như vậy thôi. Cho nên chúng ta phải xài sẽ tùy theo. Và đó chúng ta trước hết là chúng ta phải đến từ ngữ. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải chịu khó nhìn tổng quát xem có diệu pháp dạy cái gì. Từ cái tổng quát đó chúng ta mới đi dần đến cái chi tiết, rồi thỉnh thoảng từ cái chi tiết chúng ta mới gom lại thành cái tổng quát. Chúng tôi thường nhắc, thí dụ như mọi người ai cũng quen cái từ gọi là thiện ác hay là thiện bất thiện. Thì bây giờ vi diệu pháp phân tích cho thấy ở trong cái Matika thứ nhất đó, tức là có những pháp thiện, có những pháp bất thiện, có những pháp vô vi. Pháp thiện ở đây là gồm có thiện dục giới, thiện sắc giới, vô sắc giới, thiện siêu thế. Còn pháp bất thiện ở đây tức là tham sân si. Rồi vô ký ở đây là vô ký quả, vô ký tố, vô ký sắc, vô ký vô vi. Chúng ta học theo cách đó là chúng ta cũng học tổng quát về ví dụ pháp được. Hay là mọi người ai cũng quen ngũ uẩn thì bắt đầu chúng ta nói ví dụ pháp, tức là dạy về ngũ uẩn trước hết. Khi mà nói đến ngũ uẩn thì chia ra là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hình uẩn, thức uẩn. Thì sắc uẩn đây là 28 sắc pháp, còn thọ tưởng, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn thì nó là 52 tâm sở. Thức quẩn là 121 tâm. Bắt đầu từ đó chúng ta tán diễn ra cũng được, không sao cả. Còn có người họ quen cái luật nhân quả, họ học ở kinh tạng, họ quen nói về nhân quả, thì bây giờ mình chỉ cho họ vì pháp nói có những pháp thành nhân, có những pháp thành quả, có những pháp phi quả phi nhân. Trong cái Matika thứ hai của Đồ Đề Tam thì bắt đầu từ đó chúng ta tán diễn như nhân. Pháp bằng thành nhân là tâm bất thiện, cái pháp thiện, pháp bất thiện đó là thành nhân. Còn quả của thiện, của bất thiện đó, quả thiện, quả bất thiện thì đó là pháp thành quả. Còn cái pháp tố và sắc pháp
Niết Bàn thì cái đó phi quả phi nhân. Chúng ta chia chẻ ra như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Cho nên trong cái bài gợi ý của Thượng Tọa Giáo Đẳng đưa ra, chúng ta học theo cái cách gọi là biết quy nạp và chiếp trung, chúng ta có thể làm được. Thì cách thứ hai là như vậy. Còn cái cách thứ ba đó là theo chúng tôi, cách học thứ ba là chúng ta chịu khó, mặc dù có sách vở của các vị khác đã viết, đã soạn thành một quyển, có nhiều quyển lắm, nhưng mà chúng ta đừng có lo mà chấp giữ theo cái sách này, chấp giữ theo sách kia. Để mà chúng ta học cái bộ sách này, chúng ta bỏ bộ sách kia thì uổng lắm thưa quý vị, cái nào cũng hay cả. Mà bây giờ chúng ta ôm đồm hết, làm sao chúng ta hết được. Thế là bây giờ quý vị cứ học theo cái cách là học hết tổng quát và chi tiết, xong rồi tự mình ngồi ghi. Tức là chúng ta biên soạn thành một quyển, nghĩa là tài sản riêng của mình, cái tác phẩm riêng của mình. Chúng ta biên soạn, trong thời gian biên soạn tổng quát đó, thí dụ như bây giờ chúng ta viết một quyển sách nói về tâm, một quyển sách nói về tâm sở, một quyển nói về sắc pháp, một quyển nói về niết bàn, hay là chúng ta gom lại một quyển nói về bốn pháp chân đế. Chúng ta ngồi chúng ta biên soạn một quyển dày 500-600 trang vậy đó thưa quý vị. Một thời gian sau khi chúng ta ghi chép xong là chúng ta dỗ. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta soạn sách để chúng ta in ra đi phổ biến đi hành cho người khác. Mà khi mà chúng ta viết, chúng ta soạn như vậy, viết tay thôi là viết xong là chúng ta đã nhớ được hết đó thưa quý vị. Nhớ nhiều lắm, nhớ 80% đó vì pháp. Cho nên cái cách mà chúng ta soạn rất là hay. Rồi cái cách mà để chúng ta học thắng pháp Abhidhamma mà chúng ta dỗ nữa là chúng ta hướng dẫn cho người khác. Chúng tôi thường nói cho nó thuận miệng đó, là chúng tôi nói một lớp dạy chúng ta dỗ bằng hai lớp học. Mình ngồi ở trường lớp học hai lớp hai lần, học đi học lại hai lần hai khóa, không bằng là chúng ta đứng lớp để chúng ta hướng dẫn cho người khác một khóa. Một lớp dạy bằng hai lớp học. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta phải có học rồi chúng ta mới đứng dạy được. Nhưng mà thường thường thì những người học rồi sau đó thời gian 5-3 năm sau họ quên mất, họ không nhớ. Nhưng mà nếu người nào hồi dạy xong, dạy nhiều khóa, dạy riết rồi họ nhớ. Ngày xưa ông thầy của chúng tôi là Ngài Hòa Thượng Liên Sự, Ngài khuyến khích học trò các vị sư, Ngài dạy cho 4 người, 4 vị sư. Ngài khuyến khích mỗi một vị vậy đó đi dạy lại cho cỡ khoảng 4 người khác. Vị sư này dạy cho 4 người kia, vị sư này dạy 4 người nọ. Như vậy thì gom được là bắt đầu 4 vị sư này giỏi rồi, làm giáo thọ dạy cho người ta là giỏi. Rồi bắt đầu 16 người đó cứ đi dạy, nghĩa là theo cái kiểu mà vớt dầu loan thưa quý vị. Hồi đó Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài có cái phương pháp đó, chứ không phải là một lần Ngài tập trung cả 100 đâu, cả 100 học viên không phải. Ngài chỉ dạy có 1 người, 2 người thôi. Nhưng mà xong rồi cái Ngài kêu đi về chùa hay là tập trung ở đâu đó mà dạy. Chúng tôi ngày xưa chúng tôi giỏi được là cũng do nhờ chúng tôi đi dạy. Chúng tôi học rồi dạy như Thượng Tọa Giáo Đẳng cũng vậy. Học xong rồi Thượng Tọa đi dạy, 18 tuổi là Thượng Tọa, 16-17 là Thượng Tọa Giáo Đẳng đã đi dạy rồi đó thưa quý vị. Chúng tôi cũng 18 tuổi là chúng tôi đã lên lớp dạy rồi. Cho nên
Mình học xong mình đừng có nghĩ, học xong nếu chúng ta ngồi lại chúng ta viết lách cũng giỏi, hoặc là chúng ta học xong chúng ta dạy lại, chúng ta hướng dẫn lại cho người khác chúng ta cũng giỏi nữa. Cho nên bốn cái phương pháp mà học vi diệu pháp để giỏi, và giỏi lâu dài đó, giỏi thâm nhập đó, là phải là như vậy. Thì hôm nay là cái ngày thắng pháp ở Phía Tâm Bác. Bài học ngày thứ ba này là học về cách học thắng pháp ở Phía Tâm Bác, nên chúng tôi chưa có đi vào chi tiết của, chưa đi vào nội dung của thắng pháp ở Phía Tâm Bác. Chúng tôi chỉ dựa theo cái bài học, cái tiêu đề của bài học mà chúng tôi chia sẻ với quý vị về cái cách học vậy thôi. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng với cái bài học này. Và bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để điều học phần còn lại. Nam Mô Bổn Thầy nha. Sao thú kính trân Thượng Tọa Thầy Sư. Mà Thượng Tọa Thầy Sư, có nhiều học giả đó, các vị nói rằng tặng thắng pháp Abhidhamma đó là, Abhidhamma là được khai triển từ những cái Madhika. Bởi vì vậy Madhika là một hình thức nguyên thủy của Abhidhamma. Thì tôi có nghĩ, thì tôi giảng về thêm một ít về Madhika, và thì tôi nghĩ sao về người ta nói rằng cả tặng thắng pháp đều là những khai triển từ cái Madhika. Xin kính thưa thượng tọa. Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, theo trong Atthasalindi, tức là cái bộ chú dịch của Thammasanggadi, chú giải pháp tụ cũng là chú giải chung tổng quát của tạng vi diệu pháp Abhidhamma, có trình bày về cái vấn đề là khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết ở trên cung trời đạo lợi và ngài đem về cõi nhân loại, ngài thuyết lại cho tôn giả Sariputta Sa Lợi Phất ở tại bờ hồ Anattatta. Anattatta ở trên núi Himalaya Sơn, thì ngài thuyết những cái tiêu đề, tức là những Madhika, như là Thika Madhika, Dukkha Madhika. Dukkha Madhika ở đây đó, tức là Abhidhamma Dukkha Madhika, và Suttanta Madhika, tức là Suttanta Dukkha Madhika. Đầu đề tam, thắng pháp đầu đề nhị, hay là đầu đề kinh, nhị đề kinh, nhị đề thắng pháp, nhị đề kinh, hai cái này. Như vậy chúng ta có ba cái loại Madhika. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết như vậy đó, tôn giả Sariputta ngài mới triển khai rộng rãi, thuyết lại cho chư, cho 500 vị tỳ kheo học trò của ngài nghe. Thì như vậy chúng ta phải biết rằng là trong thời Đức Phật, những gì mà tôn giả Sariputta ngài thuyết đó, và các vị tôn giả Thinh Văn, các vị Thinh Văn đệ tử của Đức Phật khác như ngài Mahakacchapa
vân vân. Thuyết giảng rộng rãi những gì mà Đức Thế Tôn nói tóm tắt, khi các vị tỳ kheo đem đến trình bày cho Đức Phật nghe đó, thì Đức Phật ngài xác nhận rằng Sariputta là bậc đại trí tuệ, đã thuyết đúng pháp, đúng theo tôn ý Như Lai. Vấn đề này nếu mà các ngươi hỏi Như Lai, Như Lai cũng sẽ trả lời như vậy thôi. Thì do đó ở trong cái bộ Attasalini có dẫn chứng cái điểm này, mới nói rằng là tại ví dụ pháp tất nhiên Đức Phật ngài thuyết là ngài chỉ thuyết Matika thôi, nhưng mà ngài truyền đạt lại cho tôn giả Sariputta, và tôn giả Sariputta đã nói một cách chi tiết, ngài phân loại, ngài trình bày cái ý nghĩa đó. Như chúng ta biết là Đức Phật ngài đâu có bao giờ mà ngài thuyết gom lại những cái pháp, vừa pháp cần một pháp cần phải tu tập, hai pháp cần phải tu, ba pháp cần phải tu tập, bốn pháp cần phải tu tập, năm pháp, sáu pháp, bảy pháp, tám pháp, chín pháp, mười pháp cần phải tu tập. Ngài đâu có thuyết một lần như vậy đâu. Ngài thuyết rải rác chỗ này chỗ kia, rồi chính tôn giả theo vua tác ngài tập hợp lại, ngài mới nêu lên 550 cái đề pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, ngài xếp loại thành 10 cái tiêu đề. Rồi bây giờ để trong Trường Vũ Kinh đó, thưa quý vị, ai phủ nhận được là 550 cái tiêu đề đó không phải do Đức Phật thuyết, do đó cho nên không thể kể vào kinh điển Phật giáo, ai phủ nhận? Chúng ta có dám phủ nhận được kinh tạng hay không? Nếu phủ nhận hết thì thôi giờ chúng ta xuống địa ngục chơi đi, đừng có đi vào trong Phật Pháp. Nếu đi vào Phật Pháp chúng ta phủ nhận hết cái này đến cái khác, chúng ta có cái gì để chúng ta học? Do đó chúng ta phải hiểu là Đức Phật ngài thuyết Matika, nhưng mà không phải người đời sau dựa vào Matika đó mà nói, mà chính ngay thời Đức Phật còn tại thế, tôn giả Sariputta đã thuyết rộng rãi những Matika tiêu đề đó của tạng vị diệu pháp cho 500 vị tỳ kheo học trò của ngài, rồi bắt đầu khất tập tam tạng lần thứ nhất, lần thứ hai. Các vị A La Hán chỉ dựa vào đó để mà trùng tuyên lại thôi. Còn nếu sau này có giảng giải rộng rãi nữa thì nó trở thành Attakatha hay là Tika, Mahatika, Anuttika, sớ giải, hậu sớ giải, hậu hậu sớ giải. Thì sau này muốn giảng giải rộng sao cũng được. Bây giờ thí dụ như có những cái quyển như cái bộ quyển Avatamattasangha, Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Rồi Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó là cái giáo trình tổng quát cái khóa để mở cửa tạo diệu pháp. Mà bây giờ chúng ta nói là Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó là do người trước tác, như vậy là phi diệu pháp là do đời sau trước tác hay sao? Chúng ta không thể nói được. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề mà Matika và thuyết giảng rộng rãi, thì chúng ta phải nói là tất cả đều xuất phát từ thời Đức Phật còn hiện tiền. Còn sau này khi mà các vị viết thì có những cái quyển sách, chứ không phải là cái tạng vị diệu pháp. Ở trong tạng vị diệu pháp có 7 bộ thì chỉ có bộ thứ 5 đó, cái bộ Cà Thâu Bá Thú. Trong bộ Cà Thâu Bá Thú
thì chỉ có 500 vấn đề, 500 đề tài là do Đức Phật thuyết, còn 500 vấn đề khác là do Ngài Tôn giả Moggaliputta, Ngài dựa vào cái cách thuyết giảng của Đức Phật về cái vấn đề, chỉnh chu lại những cái quan điểm của các cái hệ phái. Thì cái đó thì nói rằng cái bộ Kinh Tâm Thú đời sau trước tác thêm thì đúng, nhưng mà phủ nhận cho bộ Kinh Tâm Thú không phải do Phật thuyết cũng sai nữa. Vì ở trong ta có đề cả, ở trong Athasalini có đề cập đến ý nghĩa của bảy bộ, thì có nói đến cái bộ Kinh Tâm Thú. Rồi tóm lại là chữ Matika đó, tức là những cái mẫu đề hay là những cái tiêu đề tổng quát về các pháp trong Abhidhamma, rồi những cái Matika đó nếu mà để nguyên như vậy đó thì người đời sau sẽ không hiểu. Vì vậy cho nên Tôn giả Sarvabhauma Ngài đã triển khai rộng rãi ra, mà sau này được gọi là Thắng Pháp Tạng. Còn những vị nào mà muốn trước tác khai triển thêm những cái khía cạnh này khác thì cái đó là quyển sách khác. Nhưng mà những cái quyển sách đó, những quyển sách hậu thời mà trước tác thuyết giảng thì không có được đem để ở trong chánh tạng. Chỉ như vậy thôi. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây, thỉnh từ tòa giáo đẳng trở lại Nam Mô Thầy Giáo. Sao chúng kính trưng chưa đạo từ siêu, mà chưa đạo từ siêu á, có một điểm này mà chúng ta thấy rất là khác ở trong cái cách trình bày của luận đạn của Bắc truyền và Abhidhamma của Nam truyền đó. Là ví dụ Abhidhamma ngày đại sự ngày xưa, ngày thường dùng chữ siêu lý ngày giảng về Paramattha, thì bốn cái pháp chân đế mà ngày đề cập đến đó là tâm, thù tánh của tâm, sắc pháp và niết bàn. Thì hầu như cái này là cái mà mình huynh đệ mình được đào tạo từ nhỏ, nhưng mà mình khi đi vào duy thức hay đi vào câu xá đó, thì chúng ta đặc biệt thấy rằng các vị đề cập đến những cái thức, ví dụ như là bát thức quy củ tụng chẳng hạn, thì ở trong đó có nhãn thức, nhĩ thức, tiễn thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, rồi mạt na thức, ở lại gia thức. Và thì các vị gọi là duy thức, người ta quyền chú trọng vào phần đó. Và dĩ nhiên trong duy thức thì không có đề cập đến diễn trình của tâm thức và sắc pháp, mà cũng không nói đến niết bàn, dạ, mà chỉ nói là A-lại-da rồi đổi thành đại viên cảnh trí vân vân. Thì theo cái nhìn của thượng tọa Từ Siêu đó, là khi mà cái cách trình bày mà chú trọng về bốn cái pháp siêu lý hay là bốn pháp chân đế đó, nó trở thành cái sườn tổng quát với cái nhìn một cái trình bày về sáu thức đó, thì cái nào nó dễ hiểu hơn cho người học. Ở đây chúng ta khoan nói cái chuyện là cái quan điểm của chúng ta thế nào về điểm này, nhưng mà ví dụ như khi mà mình học vào duy thức học đó, thì mình học vào tám cái thức chẳng hạn, thì thật ra Phật tử mà theo Phật giáo Bắc truyền thì dễ hiểu, học rất là nhanh. Nhưng mà Phật tử mà học Abhidhamma thì cảm thấy nói tâm và thuộc tính, tâm sắc pháp niết bàn thì có vẻ hơi khác, hơi rất là khác với sáu tám thức đó. Thì thượng tọa quan thiện cho biết một vài ý kiến của thượng tọa về điểm này, kính thỉnh thượng tọa.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì duy thức học không? Nói là nói Phật tử dễ học, Phật tử bắt truyền dễ học, nhưng mà không phải đâu. Học đi nói chuyện ăn dỗ thì được, lâu lâu sọt một cái, lâu lâu sọt cái, chứng tỏ ta đây cũng là học, có học duy thức, học triết lý Phật giáo, nhưng mà đâu có sâu sắc gì. Còn trong khi cái bộ Abhidhammasangha Thắng Pháp Tập Yếu Lượng, khi mà đề cập đến bốn cái pháp chân đế thì tâm sở sa pháp tế bàn, người mà học thông suốt được bốn cái đó đó, tức là tâm sở sắc pháp, nó gồm là danh sắc ngũ uẩn, hiểu cái đó rồi là hiểu đi đến cái chỗ thiền quán được. Bởi vì khi mà nói đến ngũ uẩn thì phải kể luôn cả sắc pháp. Bị nói là sắc quẩn, mà nói đến thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn thì phải nói đến tâm sở. Rồi cuối cùng mới nói đến thức quẩn là tâm. Mà nếu mà duy thức học mà chỉ dạy chung quanh về sáu thức thôi đó thì như vậy còn thiếu quá. Tại sao có chỗ khác thì lại tuyên bố ngũ quẩn, mà ở đây thì chỉ nói thiên nặng về thức, duy thức, mà không nói đến thọ tưởng hành và sắc quẩn là sao vậy? Giờ hơn nữa đó, mình học vi diệu pháp á, vi diệu pháp một nhà học giả ở phương Tây họ nói rằng vi diệu pháp là chỉ nói đến những gì trong ta, xung quanh ta và những gì ta muốn đạt tới, tức là đạt đến sự giải thoát niết bàn. Chứ còn mà nếu mà học giống như duy thức, mà chúng ta học cái triết học đó là chỉ để nó chơi vậy thôi, cuối cùng không có biết học duy thức để làm cái gì, để tu tập đạt cái gì, thì làm sao được, làm sao tu chi, học cái đó không được. Còn trong khi đó học bốn pháp thượng đế là như thế này: tâm sở sắc pháp, đó là pháp hữu vi, đặc tính của nó là vô thường vô ngã. Còn niết bàn, cái pháp chân đế vô vi là niết bàn đó, nó là cái đặc tính của nó là tịch tịnh. Thì như vậy thì rõ ràng là chúng ta chỉ cần học năm quẩn và niết bàn là chúng ta học vô thường khổ đau vô ngã và tịch tịnh, như vậy là xong rồi. Cho nên theo chúng tôi thì chúng ta học Thắng Pháp Tập Yếu Lượng, tâm sở sắc pháp niết bàn có lợi ích hơn. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của Thượng Tổ Giáo Đẳng vừa nêu. Sao thúc cái trình Thượng Tổ Tổ Sư. Mà Thượng Tổ Tổ Sư khi mà học về Thắng Pháp Abhidhamma, có một điểm mà rất là nhiều người thấy nó hơi khó, đó là có những cái từ vựng rất là mới lạ, hầu như mình chưa thấy ở bất cứ môn nào khác ở ngoài đời hay trong đạo, ngoài Thắng Pháp ra chưa thấy chỗ nào xài tới. Và ở trong kinh Tạng thì thỉnh thoảng có một vài chữ như vậy, thí dụ như là nếu dịch được sang chữ Hán thì dịch, không dịch được thì phiên âm, không phiên âm thì giữ nguyên tiếng Phạn. Nhưng mà hầu như tất cả những từ vựng của Abhidhamma đều phải dịch sang tiếng Việt hết, đều phải dịch sang tiếng Việt. Và nó có cái khổ là nếu mà không dịch sang chữ Hán mà sẽ dùng danh từ Hán Việt mà dùng chữ Việt thì nó rất là dài dòng, và cái dài dòng này nó khiến cho chúng ta trở nên rất là khó. Ví dụ như là mình nói là
đa số các từ vựng mà một hay hai chữ như là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục chẳng hạn, nếu mà những cái chữ đó mà mình dịch sang chữ nôm nó hoàn toàn là kể ra rất là khó. Thì thượng tọa Tuệ Siêu có nghĩ rằng đối với từ vựng A Di Đà thì chúng ta không nên chuyển sang hoàn toàn chữ nôm mà chúng ta phải dùng danh từ Hán Việt không? Tại vì như ngày từ sự ngày xưa ngày cũng dịch chữ tâm mót, chữ mót là chữ nôm, sau này ngày vẫn dùng chữ na cảnh để chỉ cho cái tâm dư hưởng tức là hưởng cảnh dư. Nhưng mà theo thượng tọa Tuệ Siêu thì khi mà nói đến cái từ vựng A Di Đà Phật tử học đó, thì phải chăng là chúng ta bắt buộc sử dụng Phật ngữ lại để có được cái sự cô độc kinh thánh chưa tỏ? Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều mà nói rằng những cái thuật ngữ Phật học nói chung và cái thuật ngữ của A Di Đà Bồ Tát Pháp nói riêng, tất cả những cái thuật ngữ đó đều phải dùng đến Hán Việt, chứ không thể nào mà dùng bằng cái chữ nôm được. Bởi vì chữ nôm không thể lột sạch ý nghĩa cho quý vị. Xài là thí dụ như ta đa la ma đá, mà nếu mà dịch là tâm mót á, cái đó chỉ văn nói thôi, giải thích cho lúc đó ngày dạy ngày chỉ nói nôm na cho người khác hiểu, chứ còn không thể nào mà đưa vào cái văn bản, đưa vào cái văn bản mà để chữ từ vựng Tát Đa La Ba Ná nghĩa là dịch là tâm mót, không bao giờ có. Cho nên phải dùng ở Hán Việt, chẳng thà khó hiểu rồi giải thích thì được, nhưng mà kinh điển nó sẽ hay. Chẳng hạn như quẩn xưng vô đế khanh thoát ai cho ta ná, khanh thoát là quẩn, ai cho ta ná là xứng, tha tú là giới, sách chá là đế. Chúng ta xài như vậy thì được, chứ nếu mà chúng ta xài những cái tên khác á, thì chúng ta khó lắm, chúng ta khó xài lắm. Do đó cho nên thuật ngữ ở phía tâm á, Phật học Việt Nam á, rất cần từ vựng Hán Việt. Tuy nhiên Hán Việt người ta dịch ra rất là nhiều nghĩa. Ở trong những cái nghĩa đó chúng ta phải lựa chọn mà xài, lựa xong mà chờ xài, chớ không thể nào hễ gặp cái chữ Bali đó chúng ta cũng dịch ra chữ Hán ca từ điển, thấy cái chữ đó bốc ra xài thì nó cũng hư chuyện đó. Cho nên ở cái chỗ này là chúng ta dùng từ, chúng ta có lựa chọn dùng từ Hán Việt, là chúng ta có sự chọn lọc, không phải hoàn toàn là chúng ta dùng từ vựng Hán Việt mà chúng ta dùng cách bừa bãi được, là chúng ta phải có cái sự chọn lựa. Thí dụ như khi nói đến cái tâm phục ký, gọi là Piyakata,
chúng ta để chúng ta dịch ra là vô ký, rồi chúng ta sẽ giải nghĩa. Còn hơn là chúng ta ráng dùng cái chữ trung tính. Trung tính nó sai thôi thưa quý vị. Hoặc là chúng ta xài cái chữ Ngài Minh Châu, Ngài xài chữ Tát Đa La Mã Đá, Ngài dịch là đồng sở duyên. Ba chữ Ngài Tịnh Sự dịch là na cảnh. Thì chữ Aramana dịch là cảnh đó, thì dễ hiểu hơn là sở duyên. Bởi vì chữ sở duyên đó nó sẽ bị nhầm với cái trường hợp năng duyên, sở duyên, bách chế giá và bách chế giúp bành á của duy hệ. Do đó cho nên cái chỗ này chúng ta phải chọn lựa mà chúng ta xài. Thì đó là ý nghĩa về chúng tôi xin được trả lời câu hỏi mà thượng tọa hỏi rằng phải chăng thuật ngữ Abhidhamma trong Phật học Việt Nam rất cần từ vựng Hán Việt. Chúng tôi nói cần phải chọn lọc mà xài, chứ không phải là xài một cách tùy tiện được, làm cho khó hiểu thêm. Mà chúng tôi rất tiếc là ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta đó lại không có cái Hàn Lâm Phật Học Viện. Vì vậy cho nên không có nhất quán khi mà chúng ta sử dụng Hán Việt cho dịch cho các cái từ ngữ Phật học của tiếng Bali. Các cái xứ quốc giáo như bên Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, thậm chí là Campuchia, khi người ta có một cái hội đồng, một cái hội đồng đó những vị giỏi Bali và giỏi luôn cả ngôn ngữ của họ, vì vậy cho nên họ dịch, họ nhất quán cái bộ tâm tạng của họ, mặc dù thỉnh thoảng 50-60 năm có tu chỉnh một lần, nhưng mà cái bộ tạng của họ là có thể xài được cả toàn quốc. Bộ tạng dịch, bộ tam tạng mà dịch ra cái nghĩa Thái hay là cái nghĩa Tích Lan đó là họ xài được. Còn như cái trong cái đại chúng ta, cái đại tạng kinh của chúng ta, tam tạng kinh điển của chúng ta mà nay nó dịch và những cái từ ngữ nó không có nhất quán nhau, do đó cũng làm trở ngại cho cái việc học, bị học Phật pháp. Thì chúng tôi hy vọng rằng là trong tương lai sẽ có những cái vị chư thiên họ sanh suốt của người để trở thành những cái nhà học giả với tâm mát, và họ sẽ sử dụng chuyên hơn. Chứ còn bây giờ thì khó quá, khó lắm. Một quả én không làm nổ mùa xuân. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng là cái vị mà tiên phu đem cái tạng Abhidhamma, tạng A Tỳ Đàm, tạng Thắng Pháp A Tỳ Đàm, Thắng Pháp A Tỳ Đàm và về Việt Nam mà dịch hết toàn bộ và sử dụng cái ngôn ngữ Hán Việt để chúng ta làm cái sườn, chúng ta dựa theo đó, thì phải nói là cái công lớn nhất là Hòa Thượng Tịnh Sự. Ngài rất đặc biệt, đời sống Ngài rất là khiêm tốn, nhưng mà phải nói Ngài thực học. Ngài là một vị thực học. Bây giờ xin được cung chỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại Nam Mô Thầy. Sau thú kính trình thượng tọa tổ sư, xin hỏi thượng tọa một câu nữa rồi để thượng tọa đi nghỉ. Hôm nay thượng tọa tổ sư chúng ta nói về cách học Abhidhamma, và đây là một cái phát biểu của nhiều người, đó là Abhidhamma rất là khô khan. Nhưng mà thượng tọa là vị học Abhidhamma
thì thượng tọa có tin rằng ở trong cái việc học Abhidhamma có những điểm thú vị không? Nhưng mà nếu để có được những điểm thú vị thì làm sao học Abhidhamma một cách thích thú? Hay là khi chúng ta học Abhidhamma thì bắt buộc là chúng ta phải chấp nhận sự khô khan của môn học này? Kính thỉnh thượng tọa hoan nghênh trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, một cảnh hữu tình là cái cảnh rừng núi hoang vu ở trên những cái ngọn núi cao chấn chở, từ ở trên mà nhìn xuống, nhìn chung quanh thấy là đẹp. Ai cũng thích đi được một lần nếu mà đi du lịch thôi, mà chỉ là đi đến những cái chợ hay là những cái phố xá thì như vậy chán lắm. Người đi du lịch ở nước nào, người ta cũng đi tìm đến nơi bờ biển hoặc là ngọn núi nổi tiếng, đúng không? Nhưng mà con đường đi lên trên núi, con đường đó gồ ghề lắm thưa quý vị, nó chông gai lắm, nhưng mà người ta vẫn thích đi vì cảnh nó đẹp, đẹp một cách tự nhiên, thiên nhiên. Học Abhidhamma cũng vậy, chúng ta phải chấp nhận cái sự khô khan của môn học này. Khi mà chúng ta đã vượt qua được cái sự nhàm chán do khô khan rồi thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy lý thú. Thú thật là bây giờ ở trong kinh tạng, khi mà đọc qua đó, nếu mà không có cái kiến thức A Di Đà, kiến thức Abhidhamma diệu pháp, là có những chỗ chúng tôi không hiểu nổi. Và khi mà đọc qua chú giải, chúng tôi mới phát hiện ra một điều là ở trong chú giải, như ngài Bồ Tát Khô Xá hay là các vị khác phải dùng đến cái chi pháp và phương pháp lập luận của Thắng Pháp Abhidhamma để mà giải thích của môn Trường Bộ Trung Bộ Kinh. Nếu không có Abhidhamma đó thì không thể nào giải thích cái đó được, không thể giải thích cái được. Cũng như trong trường hợp này thưa quý vị, chúng ta đâu có nghĩ rằng là bố thí làm sao sanh khỏi phạm thiên được. Ở trong kinh tạng, trong Tăng Chi Bộ Kinh chúng ta có học vừa rồi đó, thì có cái chỗ Đức Phật nói rằng nếu một người ao ước sanh làm đại phú Bà La Môn Xác Đế Lỵ thì họ bố thí, họ được thành tựu sanh về cõi trời dục giới thành tựu. Nhưng mà đến khi mà chúng ta nghe nói nếu người sanh cõi phạm thiên cũng vẫn được thành tựu, thì bây giờ cái câu này ở trong Vì Diệu Pháp thì hoàn toàn không phải gì. Thì ở trong chú giải, ngài Bồ Tát Khô Xá ngài giải thích, tất nhiên bố thí không phải là nhân trực tiếp cho sanh về cõi phạm thiên, nhưng khi một vị hành giả muốn tu tập thiền định đó, thì vị đó phải có cái tâm xả tài
nghĩa là tâm không bị quấy nhiễm bởi cái sự sân tham bổn sẻ, vị đó mới tu hành thiền định được, phải bỏ hết. Do vậy cho nên cái hành động bố thí của vị đó là để làm barikara, barikara, chitta barikara là tư cụ cho tâm, chitta lankara là trang điểm cho tâm. Cho nên cái hành động bố thí mà trong kinh nói rằng hả, cái người bố thí muốn ước ao, ước mong được sanh khỏi phạm thiên cũng sẽ được thành tựu, là vì rằng cái đó là trang điểm cho tâm thôi. Thì khi mà Ngài giải thích cái đó là đúng theo trong Abhidhamma, theo vị diệu Phật. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng bước đầu chúng ta học Abhidhamma, chúng ta sẽ gặp cái sự khô khan bởi một là từ ngữ chuyên dụng, cho nên chúng ta sẽ rất, chúng ta sẽ khó tiếp nhận được. Cái thứ hai nữa là lý luận quá chặt chẽ, không có nói bóng bẩy được, cho nên nghe nó khô khan. Và cái thứ ba nữa là khi trình bày Abhidhamma như là những cái công thức toán học để ra cái đáp số, thành ra nó khô khan. Nhưng mà khi học rồi đó, nắm cho vững được ý nghĩa đó rồi, thưa quý vị, từ đó về sau thì chúng ta thoải mái. Cũng như một người học võ nghệ, cái bước đầu vào luyện tập, thưa quý vị, gian lao cực khổ lắm. Tức là họ muốn luyện cái tay họ cho cứng đó, thì họ phải thường ngày phải chọt vào trong cát nóng, làm gì em thời gian sau cái tay của họ bắt đầu nó cứng, nó rắn chắc. Họ muốn học khinh công thì họ phải đào một cái lỗ, trước hết là lỗ hơi cạn, rồi đứng ở dưới người ta phóng lên trên 2-3 tấc gì đó, rồi cứ mỗi ngày đào sâu thêm và mang cái túi cát ở dưới chân bó chung quanh thì bắp chân đó, cái cát đó nó nặng, rồi người ta đào thêm 4 tấc hoặc 5 tấc, dần dần đứng từ ở dưới mà ta nhúc lên trên. Chừng nào mà đeo một cái bao cát nặng như vậy mà đứng ở dưới sâu 1 thước mà nhúc lên trên được rồi, sau đó bỏ được cái túi cát là người ta phóng cái là lên nóc nhà thôi, thưa quý vị. Cái cách người ta tập phải khổ luyện mới thành công, sau đó thoải mái. Cũng như khi chúng ta học diệu pháp, khô khan nhưng mà chúng ta kiên nhẫn hết cái khô khan đó, lúc bây giờ chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng không sợ là chúng ta bị hiểu lầm, hiểu sai được. Cái đó nữa có sự thú vị đó, thưa quý vị, có sự thú vị. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 4 mà Thượng Tọa đã vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ cái trình tòa tuệ siêu, lấy ra thì để thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ, nhưng mà Thượng Tọa quan nghĩ trả lời cho một câu nữa rồi thì sau đó chúng ta kết thúc. Mà thì tuệ siêu, như chúng ta biết rằng ở trong những môn học mà trường bộ hay trung bộ nó có cái số của bài kinh, ví dụ 152 bài kinh trong trung bộ chẳng hạn, còn trong Abhidhamma thì
chúng ta phải nói rằng mình học chắc 10 năm cũng chưa hết. nếu chúng ta muốn và học ngắn học dài thì tôi nghĩ cho biết cái ý kiến thượng tọa là trong cái việc mà mình soạn giáo trình đó, mình có cần để hoàn tất cái giáo trình trong một thời gian nhất định không? Thí dụ như là mình nên soạn giáo trình để học trong vòng 1 năm, 2 năm, hay 3 năm, hay hoặc giả là chúng ta nên cho mọi người biết cái tổng quát trước, rồi nếu sau khi tổng quát mà còn có muốn học thì học chi tiết, học lâu hơn. Bởi vì quả thật là đây cũng là vấn đề cân nhắc. Lấy ví dụ như tập tập lời ý luận, và nếu chúng ta dạy trong vòng 3 năm thì cái bài soạn nó khác, và trong dây trong 1 năm bài soạn khác. Thì thượng tọa có ý kiến nào về điểm này, kính thưa thượng tọa? Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta soạn ra cái giáo trình, chúng ta ấn định một cái giáo trình như vậy là soạn hay là dạy bao nhiêu tiết học, bao nhiêu bài, bao nhiêu tiết học, hay là dạy hay là 1-2 năm gì đó. Chúng ta ấn định như vậy để cho nó hoàn tất, có đầu có đuôi, có mở và có kết. Nhưng mà thực ra đó, nếu mà gọi là học cho giỏi thì chúng ta học hoài, học mãi, không thể nào hết được. Phật pháp mênh mông lắm thưa quý vị, tạm biệt nhiều pháp mênh mông. Chúng tôi bây giờ thì chúng tôi vẫn phải học hoài. Chứ không phải là chúng ta học trước đây 2-3 năm rồi với ngày Hòa Thượng Đệ Tử rồi sau đó là bỏ. Bỏ thì không nhớ được thưa quý vị, quên hết. Còn bây giờ gần như là nó thấm vào trong máu, trong tủy rồi. Nhưng mà cũng phải học nữa. Học rồi nữa là học sao? Nó không có nằm ở trong giáo trình. Thí dụ như khi mà có cái quyển sách nào đó, một tác phẩm nào đó thuộc về Abhidhamma, thuộc về Diệu Pháp, thì cái quyển sách đó mình phải coi, mình phải xem. Xem vừa phải ôn lại những gì mà mình đã học, và mình lấy thêm cái ý kiến mới mẻ mà cái vị học giả đó, cái vị dịch giả đó mà họ đã biên soạn hoặc là họ đã dịch. Cho nên lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy mới mẻ. Nó cũng có cũ và cũng có mới. Vì vậy chúng ta không thể nào mà chúng ta lấy cái tánh pháp Abhidhamma chúng ta nói chúng ta học trong giới hạn một thời gian 1-2 năm chúng ta giỏi đâu. Không phải học 1-2 năm mà giỏi, cần phải học hoài, suy nghĩ hoài. Nhưng khi dạy online ở như trong lớp Phật pháp của Gautama thì có giới hạn, bởi vì không thể nào cái số người này, cái số người 75 học viên như vậy rồi có thể đeo đuổi trong 5 năm, 10 năm được. Do đó cho nên chúng ta phải giới hạn 1-2 năm để cho kết thúc cái giáo trình đó. Rồi sau đó nhân duyên, nếu như những người nào muốn tìm hiểu thêm thì bắt đầu chúng ta nghiên cứu về những cái tác phẩm thuộc Abhidhamma nữa. Cho nên ở đây là dạy ở trong room, ở trong cái dạy online thì phải giới hạn, dạy trong trường lớp là phải giới hạn. Nhưng mà chính bản thân chúng ta học thì chúng ta không có giới hạn.
thì chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi số 5 mà Thầy Tổ Gia Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình Thầy Tổ Gia Đẳng, bây giờ Thầy Tổ đi nghỉ. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình mà tương đối là dài, và đồng thời chúng ta cần đầu tư nhiều về phương pháp giảng dạy, về những cái hành trang mà chúng ta phải có. Tương đối mà nói thì nếu nhìn từ một cái góc cạnh mà tích cực nhất thì Bi Di Pháp là một kho tàng. Ở trong kho tàng đó cho chúng ta rất là nhiều thứ, mà quan trọng là chúng ta có biết xài những thứ đó hay không. Chúng tôi có nghe câu chuyện này về một người phụ nữ có gia đình, và khi người chồng mất đi đó, thì người này cảm thấy rất là nặng nề với tất cả những gì người chồng để lại, từ những cái sách vở, những cái máy móc, những tài liệu. Và người vợ này đã gọi chùa chiền, gọi các chùa, gọi mọi người cho hết, cho tất cả mọi thứ, bởi vì nghĩ rằng không có xài. Nhưng mà rồi sau này từ từ mới nhận ra là mình cần cái này, cần cái kia, và nhớ lại lúc đó mình đã từng có cái đó. Thì đây cũng là một cái điểm rất là thú vị. Chúng tôi không nói cái chuyện đó cho đúng hay sai, nhưng mà thưa quý vị, đôi khi chúng ta dùng cái chữ gọi là chóng ngợp. Chóng ngợp là chúng ta đi vào trong thế giới của Thánh Pháp Abhidhamma, từ những cái từ vựng đến khái niệm, đến những cái minh họa của Thánh Pháp, làm cho chúng ta cảm thấy ô nhiều quá, nhiều quá. Nội từ vựng không thì lại cả một cái rừng từ ngữ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó chỉ mỉm cười, môn học đó là như vậy, và mình là quen được lúc nào tốt lúc đó, và khi mà chúng ta đã bắt đầu quen dần thì mình cảm thấy rằng quả thật là mình có một cái vốn liếng tương đối phong phú. Và khi một cái vốn liếng mình phong phú rồi đó, thì chúng ta có thể xào nấu rất nhiều cách khác nhau. Giống như từng trường hợp là có người mở tủ lạnh ra, thấy ở trong tủ lạnh có nhiều đồ quá, cũng là có ông nhiều đồ. Nhưng một lúc nào đó mà với một người quen rồi mở tủ lạnh thấy nhiều thứ, mình có thể bày ra mình nấu món này món kia, có nhiều sự lựa chọn. Và do vậy chúng ta nên vừa học mà vừa tự thích nghi, bằng cách là mình nghĩ rằng đây là một kho tàng, và một kho tàng có nhiều cái có nhiều thứ để mà mình hưởng thụ, có nhiều thứ để mà mình trang bị cho chính mình. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, chúng tôi cũng phải nói rằng có một điều mà chúng tôi cam đoan và như là một lời hứa với tất cả quý Phật tử, đó là bây giờ quý vị học Thánh Pháp Abhidhamma ở đây đó, là quý vị học ngọt ngào hơn chúng tôi ngày xưa học rất nhiều. Ngày xưa khi mà từ thời Thầy Siêu hay chúng tôi, và kể cả Thầy Siêu Trưởng nữa, mà học với Thầy Tịnh Siêu đó, là bị rầy nhiều hơn. Là câu trả lời, hỏi 10 câu là 9 câu bị rầy rồi. Ngày Thầy Siêu nghe hãy rầy lắm. Dạ. Và Ngài nói, không, sao mà học lâu rồi, còn hỏi câu kỳ vậy? Em phải đặt lại câu hỏi. Thường thường ngày rầy cả là, nhưng mà chúng tôi nhớ một điều rằng, sau ngày xa ngày á, khi mà rời khỏi ngày, chúng tôi ở với ngày 3 năm, nhớ lại thì cũng là một điểm vui, thưa quý vị, một điểm rất là hoan hỷ. Nhưng mà bây giờ ở trong lớp học này, nếu mà quý vị học mà quý vị thấy có điểm gì mà Chư Tăng nói quá nhanh hoặc nó không rõ, quý vị sẽ hỏi lại. Và riêng ở trong cái giáo trình Abhidhamma này đó, chúng tôi hứa rằng chúng tôi sẽ tìm mọi cách để giải thích cho quý vị một cách trực tiếp như chúng tôi đang nói đây, hay hoặc giả là chúng tôi sẽ text message lên cho quý vị. Bởi vì chúng tôi rất là tin một điều rằng khi mà người học mà có hỏi, tức là có lắng nghe, và có lắng nghe thì có lời lạc. Và với cái cách học ngày nay thì đỡ hơn ngày xưa. Ngày xưa thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng đa số các vị thầy
Nhưng mà đặc biệt riêng về ngày thịnh sự đó, thì ngài ngài nghĩ rằng mình học tới đó mà mình có câu đó là không không được, không chấp nhận được. Ví dụ như là học tới chương trình cao đẳng rồi mà còn hỏi những câu hỏi thuộc về chương trình sơ đẳng thì là bị rầy, rầy lập tức mà rầy rầy trước mặt Phật tử. Chúng ta nói người rầy, người tối mặt tối mũi. Nhưng mà rồi cũng thôi. Có một điểm khác, có một điểm khác thưa quý vị, cũng là một điểm rất là vui trong trong A Di Đàm, đó là sự khác biệt giữa cách dùng từ vựng. Ở Việt Nam thì có một vài vị dịch, ví dụ như một người mà rất là chú trọng về chữ Hán và mượn chữ Hán rất là nhiều. Thật ra Hòa Thượng Minh Châu không phải là một vị chuyên về A Di Đàm, Hòa Thượng dịch và thường dựa trên các bản Hán tạng nhiều hơn. Còn ngài Tịnh Sự, ngài rất giỏi chữ Hán, nhưng mà ngài Tịnh Sự thì ngài không có theo cái nền Tân giáo dục Tây học như là ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và ngài Tịnh Sự phải nói ngài, ngài chế là chữ rất là nhiều. Dạ, ngài chế. Ví dụ như hồi chúng tôi vào trong chùa thì ngài dịch cái chữ Kriya, ngài dịch là tâm tâm hạnh, rồi tâm duy tác. Và khi mà chúng tôi vào chữ Cháu Hóa Đá, ngài dịch là tâm thực. Tâm thực rồi cái tâm động lực, rồi tâm động tốc, vân vân. Cũng nhiều cái chữ dịch khác nhau trong từng giai đoạn. Nhưng mà khi mà chúng ta biết được cái sự trăn trở của các ngài, ví dụ như tại sao ngài dịch là tâm thực, rồi tại sao ngài đổi là động tốc, tại sao ngài gọi là động lực, vân vân, thì thưa quý vị, mình biết được cái đó rất là thú vị. Cũng giống như là chúng tôi có nghe một vài người nói rằng nghe một bài bản nhạc rồi, nhưng mà lại biết được nhạc sĩ đó họ đã biết bản nhạc đó ở trong hoàn cảnh nào, biết cho ai, biết vì cái tâm trạng nào, thì nghe rất là thú vị. Bởi vì sao vậy? Tại vì nó là một cái sự trăn trở riêng tư. Khi mà nó trở thành một cái, nó thành phẩm rồi, trở thành một tác phẩm rồi, người ta ít để ý điều đó. Nhưng mà nó lại làm cái gì đó cho chúng ta biết cái chiều sâu của bản nhạc đó. Thì những từ vựng cũng vậy. Cái may của chúng ta ngày hôm nay là ngài Hòa Thượng Định Sự, Hòa Thượng Minh Châu đều là những người đã ra đi. Thật ra Hòa Thượng Minh Châu khi mà dịch Thắng Pháp thì chúng tôi không có biết nhiều, nhưng mà Hòa Thượng dịch Kinh Đại thì Hòa Thượng tâm sự rất là nhiều. Ví dụ Hòa Thượng dịch những chữ như là tưởng tri, thức tri, tấn thắng tri, tuệ tri, vân vân. Thì khi chúng tôi học trung bộ kinh với Hòa Thượng thì Hòa Thượng hay tâm sự là tại sao Hòa Thượng chọn cái này, tại sao Hòa Thượng chọn cái kia. Ngài Tịnh Sự cũng vậy, dịch là một sự cân nhắc, nhưng mà sự cân nhắc đó cho chúng ta nhiều điều rất là lợi ích ở phía sau. Nên chi chúng ta có câu là không thầy đố mày làm nên. Ý muốn nói rằng khi mình đi vào cái thế giới có học Phật đó, mà mình chỉ ngồi đọc thôi đó, thật ra không có lợi bằng khi mà chúng ta trực tiếp nghe từ những bậc thầy, mà khi các ngài kể lại những cái khó khăn, những cái cân nhắc ở trong cách dùng từ, dùng chữ. Những điều đó đó, nó lại là những gì khiến chúng ta rất khó quên, khó quên những từ vựng này. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp với Thamma. Ngày mai này, thay vì học Trung Bộ Kinh, thì thưa quý vị, ngày mai này chúng ta có một chương trình đặc biệt, là ngày mai là ngày giỗ của Hòa Thượng Tịnh Sự. Và do đó chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt tưởng niệm ngài Trưởng Lão Tịnh Sự ngày mai. Và trong chương trình này đó thì chúng ta sẽ có một số cái bài nói chuyện về những đóng góp của Hòa Thượng Tịnh Sự cho Phật học Việt Nam, cho môn học A Di Đà. Thì chúng tôi sẽ kể là một số cái giai thoại về cuộc đời của ngài, cũng như là có cái nghi thức tụng Marika của Tạng Thắng Pháp. Xin được tịnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp Xương Vân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc.
Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị. Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền biện quá ban còn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho phước thuận do hòa pháp hưng thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa Thank you.
kính thưa chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bích Tháp Thâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Tha Giá Mẫn.